Trung Quốc sẽ kích nổ giá vàng trong thập kỷ tới. Theo báo Vietnamnet, dự báo về giá vàng trong thập kỷ tới cho thấy xu hướng tăng mạnh, với các dự đoán rằng giá vàng sẽ đạt đến những đỉnh cao mới. Các tay chơi lớn và cá mập trên thị trường vàng đang gia tăng hoạt động mua vàng khi tình hình thế giới trở nên ngày càng căng thẳng và bất định. Điều này cho thấy sự quan tâm gia tăng đối với vàng như một kênh trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn toàn cầu. Chuyên gia từ ngân hàng UOB đã đưa ra dự báo rằng giá vàng có thể đạt mức 2.700 USD một ounce vào giữa năm 2025 và sau đó có thể lên đến 3.000 USD một ounce. Dự báo này dựa trên những yếu tố như tình hình bất ổn địa chính trị, nhu cầu gia tăng từ các ngân hàng trung ương và kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất. Con số 3.000 USD một ounce, tương đương hơn 92 triệu đồng một lượng, được đưa ra sau khi giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế đã vượt mốc 2.500 USD một ounce và đang giữ vững ở mức này. Các chuyên gia cũng điều chỉnh dự báo giá vàng trung bình lên khoảng 2.700 đến 2.750 USD một ounce cho năm 2025. Trong phiên giao dịch ngày 29 tháng 8, giá vàng giao ngay trên thị trường New York đã có lúc chạm mức 2.527 USD một ounce, thể hiện sự tiếp tục tăng giá. Robin Chokhongri, trưởng bộ phận phân tích hàng hóa của BMI, cho rằng vàng hiện đang là một kênh trú bão an toàn và dự đoán rằng giá vàng sẽ còn tiếp tục lập kỷ lục cao mới trong năm 2024. Chokhongri cũng nhấn mạnh rằng khi trục dự trữ Liên bang Mỹ FED bắt đầu cắt giảm lãi suất, như thị trường dự đoán với xác suất cao trong cuộc họp tháng 9, giá vàng sẽ có thể đạt 2.700 USD một ounce, tương đương khoảng 82 triệu đồng một lượng. Các chuyên gia từ Citi cũng đồng ý rằng vàng đang trong xu hướng tăng trưởng và dự đoán giá vàng có thể đạt 3.000 USD một ounce vào năm 2025. Dự báo mức giá bình quân của vàng giao ngay trong quý 4 năm 2024 là 2.550 USD một ounce. Theo chuyên gia từ PMI, năm 2024 sẽ chứng kiến nhiều bất ổn địa chính trị, bao gồm căng thẳng tại Trung Đông, cuộc xung đột Ukraine-Nga và nhiều cuộc bầu cử quan trọng, đặc biệt là cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Những yếu tố này dự kiến sẽ tiếp tục tác động tích cực đến giá vàng. Sự tiếp tục của chính sách tiền tệ bồ câu từ FED, tức là duy trì lãi suất thấp, sẽ gây áp lực giảm giá lên đồng USD, từ đó thúc đẩy giá vàng. Theo Kiko, các chuyên gia từ Capital Economics cho rằng nhu cầu vàng từ Trung Quốc sẽ góp phần đẩy giá vàng lên cao trong thập kỷ tới. Mặc dù Trung Quốc đã tạm dừng việc mua ròng vàng trong 3 tháng liên tiếp gần đây, hoạt động mua vàng của Trung Quốc vẫn tiếp tục được dự đoán sẽ tăng trở lại. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc PBOC đã thực hiện các hoạt động mua ròng vàng liên tục trong 18 tháng trước đây. Điều này đã góp phần quan trọng vào sự gia tăng giá vàng từ cuối năm 2023. Các nhà phân tích từ Capital Economics cho rằng, việc tạm dừng mua vàng chỉ là tạm thời và cơn sốt mua vàng của Trung Quốc vẫn còn tiếp tục. Trong bối cảnh căng thẳng toàn cầu gia tăng và những nỗ lực của Trung Quốc nhằm giảm sự phụ thuộc vào đồng USD. Theo Capital Economics, trong thời gian tới, nhu cầu vàng của Trung Quốc sẽ còn tăng lên trong bối cảnh nền kinh tế tăng trưởng chậm lại trong thập kỷ này. Điều này sẽ gây áp lực tăng giá vàng và có thể là nguồn cơn dẫn tới những biến động lớn hơn trên thị trường vàng trong những năm tới. Không chỉ PBOC tăng cường mua vàng, trên thực tế, nhu cầu vàng vật chất ở Trung Quốc, theo Hội đồng Vàng Thế giới WGC, cũng tăng lên trước đại dịch. Hơn thế, nhu cầu tăng đột biến đối với các tài sản phi vật chất như chứng chỉ các quỹ ETF vàng và các hợp đồng tương lai đối với mặt hàng vàng dường như đang tiếp thêm nhiên liệu cho cơn sốt vàng ở Trung Quốc. Loại nhu cầu này chiếm một phần nhỏ nhiều trong tổng nhu cầu vàng với tất cả hình thức ở Trung Quốc so với phương Tây. Nhưng mức độ dòng tiền chảy vào các quỹ ETF có trụ sở tại Trung Quốc đã bù đắp cho dòng tiền chảy ra khỏi các quỹ ETF có trụ sở tại Bắc Mỹ như trong đợt tăng giá từ tháng 2 tới tháng 4. Dù dự báo Trung Quốc sẽ đẩy mạnh mua vàng trong cả thập kỷ tới, nhưng theo các chuyên gia Capital Economics, trong ngắn hạn, PBOC có thể tiếp tục ngừng mua vàng để chờ giá vàng điều chỉnh từ các đỉnh cao kỷ lục được lập trong thời gian gần đây. Giá vàng cao khiến nhu cầu vàng trang sức giảm, thị trường chứng khoán Trung Quốc suy giảm sâu và khi hồi phục trở lại sẽ hút dòng tiền. Cùng với áp lực chốt lời, tất cả đang gây áp lực ngang đà tăng giá vàng. Tuy nhiên, tất cả chỉ là ngắn hạn. Kinh tế Trung Quốc được dự báo sẽ suy yếu đáng kể, chủ yếu do những tổn thất từ khủng hoảng trên thị trường bất động sản trước này. Trong dài hạn, nhu cầu vàng của Trung Quốc dự báo sẽ tăng mạnh và tạo áp lực tăng giá đáng kể trong những năm còn lại của thập kỷ. Trung Quốc sẽ khó trì hoãn lâu các biện pháp kích thích kinh tế. Khi tiền được bơm ra, vàng sẽ là một kênh trú bão an toàn.
Một điều đáng chú ý là tỷ lệ bạc PBOC nắm giữ trong tổng tài sản dự trữ quốc gia của Trung Quốc khá thấp, chỉ khoảng 4,9%, trong khi nước này đang thực hiện chiến lược giảm phụ thuộc vào đồng USD. Nếu đưa ra tỷ lệ nắm giữ vàng lên trên 10%, Trung Quốc sẽ phải nhập thêm khoảng 2.250 tấn vàng, tương đương khoảng 170 tỷ USD. Nếu Trung Quốc nhập thêm số vàng nói trên trong 10 năm, PBOC sẽ mua 225 tấn một năm. Trong năm 2023, PBOC cũng đã mua ròng 225 tấn vàng, và đây là mức nhiều nhất trong ít nhất 46 năm. Cú mua ròng mạnh của PBOC trong năm 2023 được cho là nguyên nhân chính dẫn tới giá vàng liên tục tăng và lập nhiều kỷ lục mới từ cuối năm 2023 cho tới nay. Capital Economics, nhu cầu của Trung Quốc sẽ thúc đẩy giá vàng trong thập kỷ tới. Theo báo tin tức, cho đến nay, vàng đã có một năm 2024 khởi sắc khi tăng khoảng 20% kể từ đầu năm. Trong đó, giới phân tích nhấn mạnh Trung Quốc là lực đẩy chính đằng sau đà tăng này, khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, BBOC, Ngân hàng Trung ương đã mua một lượng lớn vàng trong 18 tháng liên tiếp. Mặc dù BBOC đã ngừng mua thêm vàng gần đây, nhưng các nhà phân tích tại Capital Economics dự đoán, việc dừng tích lũy vàng này chỉ là tạm thời và nhu cầu vàng của Trung Quốc sẽ còn tăng hơn nữa trước tình hình căng thẳng toàn cầu gia tăng, bất ổn kinh tế và những nỗ lực chuyển hướng khỏi đồng USD. Và không chỉ PBOC thể hiện sự quan tâm đến vàng, mà nhu cầu vàng vật chất tại Trung Quốc cũng đã tăng lên các mức trước đại dịch. Bên cạnh đó, Capital Economics cho biết sự gia tăng mạnh trong nhu cầu đối với các tài sản vàng giấy như các quỹ trao đổi vàng ETF và đồng tương lai cũng thúc đẩy cơn sốt vàng ở Trung Quốc. Các nhà phân tích tại Capital Economics cho rằng, với hoạt động mua vàng của ngân hàng trung ương, nhu cầu vàng vật chất mạnh mẽ và sự gia tăng mạnh trong lượng vàng mà các quỹ trao đổi vàng nắm giữ, Trung Quốc là động lực chính trong đà khởi sắc của giá vàng trong năm nay. Còn về tương lai, các chuyên gia này dự đoán, nhu cầu vàng của Trung Quốc sẽ tăng lên khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới giảm tốc trong thập kỷ này. Điều này sẽ tạo áp lực để giá vàng tăng lên và có thể gây ra biến động lớn hơn trên thị trường vàng trong những năm tới đây. Dù Capital Economics dự đoán nhu cầu vàng của Trung Quốc sẽ tăng lên trong thập kỷ tới, nhưng trong ngắn hạn, PBOB được dự đoán sẽ tiếp tục dừng mua thêm cho đến khi giá vàng rời khỏi các mức cao kỷ lục. Capital Economics cảnh báo một loạt các yếu tố mang tính chu kỳ đang cho thấy nhu cầu vàng ở Trung Quốc sẽ suy yếu trong ngắn hạn. Cơ quan này cho biết giá vàng tăng đè nặng lên nhu cầu trang sức, cùng với đó là các biện pháp kích thích tài khoá của chính phủ sẽ nâng đỡ nền kinh tế và thị trường chứng khoán cũng được dự đoán sẽ cải thiện. Kết hợp tất cả những điều này, Capital Economics dự đoán sức hấp dẫn của vàng so với các tài sản khác có thể sẽ giảm xuống và nhu cầu trú ẩn an toàn đối với vàng ở Trung Quốc có thể sẽ suy yếu. Tuy nhiên, nút lặng này sẽ chỉ là tạm thời, vì nền kinh tế Trung Quốc được dự đoán sẽ giảm tốc đáng kể, phần lớn do thị trường bất động sản. Các nhà phân tích của Capital Economics dự đoán nhu cầu vàng của Trung Quốc sẽ tăng và tạo áp lực tăng giá đáng kể trong thời gian còn lại của thập kỷ này. Giải thích cho dự đoán này, các nhà phân tích cho rằng các biện pháp kích thích tài khoá của chính phủ sẽ chỉ có tác động làm chậm lại, chứ không thể ngăn chặn sự giảm tốc của nền kinh tế do ảnh hưởng của lĩnh vực bất động sản. Điều này sẽ làm giảm hiệu suất của các lựa chọn đầu tư thay thế cho vàng, do đó thúc đẩy sức hấp dẫn của kim loại này như một kênh lưu giữ giá trị an toàn. Một trong những yếu tố thuận lợi lớn nhất cho vàng là thực tế rằng kim loại quý này mới chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong dự trữ của Trung Quốc. Và khi nước này tiếp tục giảm sự phụ thuộc vào đồng USD, Capital Economics cho rằng vàng sẽ góp phần lấp đầy khoảng trống này. Cơ quan này cho biết PBOC có thể là một người chơi chính trên thị trường vàng toàn cầu vì ngân hàng này có 3.000 tỷ USD tài sản dự trữ, nhưng vàng hiện chỉ chiếm 5% trong số này. Capital Economics cho hay nếu PBOC tăng tỷ trọng của vàng lên ngang bằng với 9% của Ấn Độ, nhu cầu của ngân hàng này sẽ vào khoảng 15.000 tấn vàng, tương đương với khoảng 30% nhu cầu vàng toàn cầu trong năm 2023. Nếu lượng mua này được trải đều trong 10 năm, nó sẽ khiến nhu cầu vàng tăng thêm khoảng 3% và từ đó sẽ chắc chắn sẽ hỗ trợ giá vàng. Vì vậy, mặc dù nhận thấy nhu cầu từ PBOC vẫn thấp trong ngắn hạn, nhưng trong thập kỷ tới, Capital Economics dự đoán việc lượng mua vàng của PBOC và người dân Trung Quốc sẽ trở lại khi nền kinh tế nước này phải vật lộn với nhiều trở ngại. Triển vọng kinh tế vĩ mô kém và việc thiếu các lựa chọn đầu tư đang ngày càng thúc đẩy các nhà đầu tư Trung Quốc chuyển sang vàng.
Điều này cũng như việc mua vàng chiến lược của PBOC sẽ khiến những thay đổi trong nhu cầu của Trung Quốc ảnh hưởng nhiều đến giá vàng toàn cầu hơn bao giờ hết. Kết quả là giá vàng sẽ tăng lên khi Trung Quốc đang trên đà hướng đến mức tăng trưởng kinh tế hàng năm 2% trong thập kỷ này.